Vâng, xin chào tất cả quý vị khán giả thân mến. Hôm nay cũng là một ngày khá đẹp trời, thời tiết rất là mát mẻ quý vị. Quốc Võ sẽ cập nhật một số những cái tin tức cũng khá là hấp dẫn chuyện xã hội về đề tài tỉnh thất bồng lai. Thì chúng ta đã biết đó, bây giờ thì bên phía của tòa án của tỉnh Long An cũng đã có những cái bản án phù hợp đối với gia đình của ông Lê Tùng Vân, và cái bản án đó đã có hiệu lực. Thì thưa quý vị, có một số những nguồn tin cho rằng là họ sẽ kháng án lên tòa coi như là giám đốc thẩm để coi như là làm lại cái vụ án này, bởi vì họ cho rằng là những phiên tòa giống như là sơ thẩm và phúc thẩm vừa qua đó thì không có phù hợp và họ bị oan. Thì cái chuyện này là theo như những luật sư mà chúng ta cũng đã từng xem qua, đó là luật sư Trần Quốc Vũ, thì cũng đã nói về vấn đề này quý vị, nói về vấn đề này rằng là coi như là không có cái cơ hội để mà kháng án lên tòa án giám đốc thẩm được. Đó. Thì hôm nay Quốc Võ nhận thấy là có một cái tờ quyết định của Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là quyết định thi hành bản án hình sự quý vị. Đây ha, đây là một cái quyết định đó, chúng ta coi cho rõ ha. Quyết định thi hành bản án hình sự đối với người bị kết án đang bị tạm giam về phía chánh án Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là bà Trần Thị Kim Thành đó, đã ra quyết định này là thi hành bản án hình sự phúc thẩm ha, số là 191 trên 2022 xuyệt là HSBT ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đối với người bị kết án là ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú là số 39C đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Chỗ ở hiện nay là số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Con của ông Lê Văn Tắc đã chết và bà Lê Thị Phải cũng đã chết luôn. Bị kết án về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cơ quan thi hành án hình sự công an thị huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thi hành quyết định này và thông báo cho gia đình người bị kết án biết nơi người đó chấp hành hình phạt tù. Đó. Thì chánh án đã ký cái quyết định này. Như vậy thì tất cả mọi thứ đã xong, là coi như là đến chờ đến cái ngày thì thi hành án mà thôi. Đó quý vị. Hôm nay có một cái nguồn tin khá khôi hài là thế này đó quý vị. Phe bảo vệ thầy ông nội, mà bây giờ chuyển là thầy thầy ông ngoại đó, đang quyên góp 10 triệu đồng để mua giường bệnh, có cái bánh xe là đem vô tù cho ông Lê Tùng Vân nằm. Thì các bạn thấy cái tin này nó có khôi hài không? Họ đang kêu gọi để quyên góp 10 triệu và mua một cái giường bệnh, mà cái loại mà giường bệnh ở trong bệnh viện hay có cái bánh xe đẩy đó quý vị, đem vô tù luôn để cho ông này ông nằm. Thì cái tin này thật sự rất là khôi hài đối với Quốc Võ. Khôi hài ở một chỗ đó, thứ nhất đó, là ông Lê Tùng Vân ông nằm võng chứ ông không có nằm nằm trên giường, tại vì tất cả mọi cái clip mọi cái này cái đó thì coi như là chúng ta đã thấy rằng là ổng thường xuyên coi như là hầu như là 90% thời gian là ổng nằm trên võng để đong đưa. Thì đâu có cần thiết phải mua cái giường, tại vì ở trong tù họ cũng có giường mà quý vị, ở trong nhà giam họ vẫn có giường bình thường, và toàn thời gian thì ổng thích nằm võng hơn, ổng đong đưa thì nó sẽ thoải mái hơn là nằm trên giường.
Cho nên chúng ta chỉ cần đem cái võng vô thôi là ok rồi, không cần phải tốn tiền để mua giường làm gì. Thứ hai nữa đó là không cần phải quyên góp 10 triệu, bởi vì cái khả năng của gia đình ông Lê Tùng Vân đó thì ông có thể mua được là hơn 1.000 cái giường. Thật sự mà nói đó là hiện tại bây giờ đó, chính miệng của ông luật sư là Trần Hồng Sơn và một số kênh YouTube cũng đã nói rằng là họ trong cái biên bản mà kiến nghị lên trên Bộ Công an đó, biên bản khiếu nại lên Bộ Công an đó về cái vấn đề về ông bên phía của Thiền Am họ đang đang là khiếu nại là bên tòa án nhân dân, là bên, rồi bên công an chức năng của tỉnh Long An, huyện Đức Hòa vân vân đã vào trong Thiền Am làm những cái việc không đúng đó, như là đàn áp này nọ, và lấy của họ là lên tới là nhiêu quý vị, lên tới 210 cây vàng. Thì cái đây là không phải là đặc điều mà vu khống nha, đây là chính miệng của những ông luật sư mà bảo vệ của Thiện Am họ đã nói, và một số kênh YouTuber mà bảo vệ Thiện Am đó họ đã nói. Và ông luật sư Sơn này đó, ông dựa trên cái tờ đơn khiếu nại đó mà để ông nói cho cộng đồng mạng biết rằng là cái chuyện mà 210 cây vàng đó là có thật. Tức là những người trong Thiện Am họ họ nói rằng là bên phía của công chức năng huyện Đức Hòa tỉnh Long An họ đã đột nhập vào trong Thiền Am để họ thu giữ 210 cây vàng mà không cho bên phía Thiền Am biết. Đó. Bên những cái thành phần mà chống đối, những cái thành phần mà xuyên tạc từ nước ngoài thì họ xuyên tạc rằng là cơ quan chức năng của tỉnh Long An họ đã vào để họ ăn cướp. Ha? Tại vì trên cái quỹ mà GoFundMe của cô Tây Nha đó đã nói, để dùng cái từ là ăn cướp, quý vị đã từ dùng từ ăn cướp để gán ghép cho những cái người mà thi hành những cái luật pháp ở bên Việt Nam. Còn ở trong cái đơn của khiếu nại ở bên phía của Thiền Am đó thì dĩ nhiên họ không có dám dùng cái từ ăn cướp, mà họ dùng nói là cơ quan chức năng họ đã thu giữ 210 cây vàng mà không cho bên phía Thiền Am biết. Đó. Như vậy họ đã xác định được rằng là họ đã có tới 210 cây vàng, là cái phần tiền, cái phần vàng là riêng, quý vị ha. Phần vàng là riêng. Chưa nói tới phần tiền mặt ở trong tài khoản, chưa nói tới phần đất đai mà họ đang sở hữu. Như vậy chứng tỏ rằng như thế nào, quý vị? Họ rất là giàu. Họ giàu hơn mình rất là nhiều, quý vị. Chúng ta không thể nào tưởng tượng được là cái số tiền mà họ đang có, đất đai họ đang có, quý vị. Những cái viên đá thạch anh, những cái tảng đá thạch anh chứ không phải là viên đá nữa, quý vị. Những tảng đá rất rất là lớn luôn, quý vị. Giống như những cái sạp ngọc á, những sạp ngọc đó, tức là đá quý nằm dưới lòng đất hàng ngàn năm đó. Tại Quốc Võ cũng là cái người kinh doanh về đá thạch anh. Nhưng mà mình kinh doanh những cái quả cầu cho nhỏ nhỏ thôi, chừng 1 kg, 2 kg. Maximum luôn là chừng 3 kg thôi. Là càng lớn chừng nào á, thì cái số tiền của nó tăng lên theo cấp số số nhân, quý vị. Ví dụ như là 1 kg đi là 5 triệu, thì 2 kg nó không phải là 10 triệu, quý vị, mà 2 kg nó là 15 triệu. 3 kg nó không phải là 30 triệu, quý vị, mà 3 kg nó là 50 triệu, chẳng hạn như vậy đó. Tức là nó tăng theo cấp số nhân chứ không phải là công tăng số tổng cộng. Những cái viên đá mà lớn giống như những viên đá của thầy ông ngoại đó, mà 7 kg, mà cứ mất những viên đá thạch anh mà tới 7 8 kg đó, quý vị, giá trị vô cùng lớn. Ngoài ra có những cái sạp ngọc, mà những cái tảng đá lớn mà bằng ngọc á, thì nó là vô giá, nó rất là mắc tiền, nó tính ra là bạc tỷ chứ không có mà rẻ, quý vị. Bởi vậy cho nên là chốt lại một câu á, rằng là Thiện Am này họ rất là giàu. Họ giàu khủng khiếp chứ không phải là chuyện bình thường, quý vị. Mà để chúng ta là những người đang sống tại hải ngoại mà chúng ta vẫn quyên góp, vẫn đem cái lòng thương mến mà bị dẫn dắt bởi một số những cái thành phần
mà coi như là cố ý ha, để họ quyên góp và chúng ta coi như là bị bắt lừa, rồi chúng ta để dành được vài 300 đô rồi chúng ta quyên góp vào thành một cái quỹ, rồi cái quỹ đó nó sẽ chạy vào túi ai. Thì lâu nay chắc quý vị cũng đã biết qua được nhiều, nhiều nhiều cái nguồn tin rồi. Thì thật sự mà chúng ta là những người mà mạnh thường quân hoặc là những nhà hảo tâm gì đó, nó quá thừa quý vị. Bởi vì những số tiền của chúng ta giống như muối bỏ biển, và chúng thật sự những số tiền của chúng ta nó không là một cái nghĩa lý gì đối với những cái tài sản mà họ đang có quý vị. Chúng ta rất là khó khăn, chúng ta rất là nghèo, chúng ta đang sống tại hải ngoại, để kiếm được một cái đồng tiền không phải là đơn giản quý vị. Chúng ta phải làm để chảy mồ hôi sôi nước mắt, không à, chúng ta phải cống hiến biết bao nhiêu là năm tháng để làm việc, để bây giờ chúng ta kiếm được những đồng tiền về hưu ít ỏi, hoặc là tiền già, hoặc là tiền của con cái đi làm dành dụm về cho chúng ta, để chúng ta ăn sáng, chúng ta bồi dưỡng sức khỏe, mà chúng ta lại dồn tiền cho những cái nơi mà họ không cần đến, bởi vì họ rất là giàu có hơn chúng ta rất là nhiều. Thay vì những đồng tiền đó chúng ta cho một số những cái hoàn cảnh khó khăn hơn. Ví dụ như vài bữa nữa Quốc Võ về Việt Nam thì Quốc Võ sẽ đến gọi là cũng là tỉnh thất bồng lai, nhưng mà tỉnh thất bồng lai này nằm ở dưới Vũng Tàu á. Bây giờ họ rất là nhạy cảm cái từ tỉnh thất bồng lai, cho nên họ đổi lại là tu viện bồng lai. Đó, ngày xưa cái tỉnh thất bồng lai này ra đời rất là sớm, rất là lâu rồi, thì cái thiền am này nè mới lấy cái tên này giống như là đánh cắp cái tên tỉnh thất bồng lai. Nhưng mà thật sự là cái tỉnh thất bồng lai dưới Vũng Tàu này đó là họ đã ra đời từ lâu, họ đã coi như là nuôi dạy rất là nhiều thế hệ trẻ mồ côi, và hiện tại bây giờ và vẫn còn. Nhưng mà bây giờ đã bị thiền am, họ lấy cái tên tỉnh thất bồng lai rồi họ nhờ truyền thông PR lên thành rất nổi tiếng. Chứ thật sự là cái tên tỉnh thất bồng lai dưới Vũng Tàu là có trước đó, rồi sau này coi như là nhắc đến tỉnh thất bồng lai cái là nó thành ra là ở dưới Đức Hòa tỉnh Long An, chứ không phải là ở gì Vũng Tàu nữa đó. Nhờ truyền thông PR lên quá mạnh đi, nhờ cái kênh YouTube của họ quá mạnh đi, tới là 2 triệu mấy subscriber. Vì vậy cho nên là họ rất là nổi tiếng, cho nên bây giờ cái tên tỉnh thất bồng lai bây giờ đó nó bị ô uế. Vì vậy cho nên là bên phía của ở dưới Vũng Tàu đó họ đã đổi tên lại thành là tu viện bồng lai. Và trong tháng 1 sắp tới này Quốc Võ về sẽ rủ một vài anh em YouTuber sẽ đến với đó để mình thăm hỏi cái tu viện này, rồi mình sẽ có một cái chuyến là ủy lạo để thăm hỏi các bé mồ côi đó. Những công việc đó nó ý nghĩa hơn. Và thật sự thì mà nói là ngay tại thành phố Hồ Chí Minh thôi, ngay tại Sài Gòn thôi quý vị, cũng có rất là nhiều những cái chỗ mà nuôi dạy trẻ mồ côi, phải không ạ? Rồi ở Củ Chi cũng có rất là nhiều quý vị. Có vợ đã từng đi đến những cái ngôi chùa nằm rải rác trong khu vực của Sài Gòn, hoặc là ven Sài Gòn chút xíu, Củ Chi hoặc là Hóc Môn v.v. vẫn có rất là nhiều những cái chùa, những cái tu viện hoặc là những cái nhà thờ nuôi dạy rất nhiều trẻ mồ côi, và chỗ đó rất là sạch sẽ, cũng nuôi dạy cái bé rất tốt luôn, thuộc kinh, đọc kinh như cháu luôn quý vị. Mà kinh là kinh chính thống của Phật giáo, chứ không phải là những cái bài kinh mà được soạn ra theo cái kiểu giống như là của ông Lê Tùng Vân đâu. Vì vậy cho nên là chúng ta đó là chốt lại là như thế nào, là chúng ta không nên quyên góp nữa, bởi vì bây giờ là họ đã có quá là nhiều tiền, chưa từng kể cái như là những cái nguồn tiền mà tiền mặt mà một số những nhà hảo tâm họ đem tới. Thì bây giờ thì thật sự mà nói rằng là nó có rất là nhiều quý vị. Cho nên để nó nói tới cái chuyện mà bây giờ kêu gọi quyên góp 10 triệu để ông Lê Tùng Vân ổng mua một cái giường, cái dạng giường của bệnh viện mà có bánh xe đẩy á, vô trong tù để cho ông nằm, là cái chuyện nó rất là khôi hài, quá khôi hài luôn. Bây giờ quý vị quyên góp chừng 500 ngàn thôi, mua một cái võng là ok rồi, là đem vô chồng là ông nằm trong tù là được rồi quý vị, tại ông vô ông khoái nằm võng hơn, chứ không cần phải gấp tiền cho tới 10 triệu đâu.
Đó. Hiện tại bây giờ mà nếu mà tính ra mà 210 cây vàng đó, mà với một cái số vàng mà mới cái mức giá hiện tại ngày hôm nay đó quý vị, thì tính ra cũng trùm trèm cỡ 13 tỷ á. 13 tỷ đồng. Đó là cái tiền vàng mà báo là mất. Rồi chưa nói đến cái tiền của Trùng Dương mà để chơi chứng khoán là mười mấy tỷ nữa. Thì nổi có cái nhiêu đó không á, là đã coi như là hai mấy tỷ rồi. Thì bây giờ hỏi quý vị đó, là tiền mặt nha. Thì hỏi quý vị bây giờ có ai trong số chúng ta không có được tiền mặt ở trong nhà băng của mình tới 1 triệu đô không? Hiếm. Quốc võ nói, quốc võ không 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 nói rằng là không có, cũng có nhưng mà hiếm ha. Mình hỏi những đại gia, thậm chí những đại gia ở bên Mỹ luôn quý vị, họ có bất động sản á, rất là nhiều đó, có đó, nhưng mà hỏi cái như là có ai, có bao nhiêu người ha, có bao nhiêu người trong chúng ta có được tiền mặt ở trong nhà nhà băng 1 triệu đô đâu. Cho nên là để nói với vấn đề của gia đình của ông Lê Tùng Vân này thì phải nói rằng là không thể gọi là nghèo mà để kêu gọi quyên góp được quý vị. Đó. Như vậy mà hiện tại bây giờ vẫn còn những thành phần giống như là cái quỹ của cô Tanya đó mà bây giờ quý vị vẫn được coi như là mở ra được để coi như là quyên góp vào đó quý vị. Không biết tại sao là coi như là bữa trước là đã đóng lại rồi mà. Nhưng mà bây giờ tại sao lại lại là tiếp tục là mở ra được và coi như là tiếp tục kêu gọi quyên góp cho nữa. Không hiểu được ha. Thì thôi bây giờ Quốc Võ cũng cập nhật một số thông tin như thế thôi để cho quý vị hiểu thêm về câu chuyện này. Đó. Rồi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin nếu như có những tin gì mới. Chúc cho quý vị một ngày tốt lành nha. Bây giờ xin mời quý vị hãy theo dõi một số những tin tức thương mại sau đây. Hello, xin chào tất cả quý vị. Hôm nay Quốc Võ rất là vui khi mà được giới thiệu một loại sản phẩm tuyệt vời của Nhật Bản, đó là collagen. Đó, đây là Sugoi Collagen đến từ Nhật Bản. 6.000 mg collagen trong mỗi lọ, quý vị. Rất tuyệt vời luôn. Cái collagen này đó quý vị, nó giúp cho chúng ta đó là ngủ rất là ngon ha. Mỗi đêm như vậy chúng ta ngủ từ 5 tới 6 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà ngủ rất là sâu. Ngủ sâu, ngủ ngon thì nó còn chất lượng hơn là ngủ 7, 8 tiếng, 9, 10 tiếng mà lại chập chờn thì nó không tốt. Cho nên là đây là một loại collagen mà nó giúp chúng ta ngủ rất là ngon. Và ngoài ra chúng tăng cường sức đề kháng nè, tăng cường sinh lực nè quý vị. Hả? Làm cho sáng da nè, làm cho trắng da, dài tóc nè, móng tay móng chân rất là chắc khỏe nè, vân vân. Tức là những công dụng rất tuyệt vời dành cho đủ mọi lứa tuổi quý vị. Thì trong cái mùa mà Giáng sinh năm nay đó thì Quốc Võ có một cái đợt khuyến mãi đặc biệt dành cho các cô chú bác, các anh chị, các bạn khắp nơi, rằng là nếu mọi người mua hai hộp collagen này thì quý vị sẽ được tặng free một hộp ha. Mỗi hộp như vậy đó, giá chỉ có 90 đô la thôi quý vị. Hai hộp là 180 đô la thì quý vị sẽ được free một hộp miễn phí đó. Và một đặc biệt nữa đó là có một cái món quà rất là tốt từ Nhật Bản Quốc Võ mới nhập về, đó là cái gì quý vị? Kẹo ngậm Nhật Bản. Cái kẹo này nó có tác dụng như thế nào? Kẹo này đó nó giúp cho chúng ta là ngăn ngừa Covid tấn công vào trong phổi. À, cái này rất là hay quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà Covid tấn công vào chúng ta đó thì Covid đó, cái con vi khuẩn nó nằm ở trong, con vi trùng nó nằm ngay chỗ cổ họng chúng ta nè, nó nằm ở chờ chờ thời khoảng 3 4 ngày rồi nó tấn công vào phổi. Thì đây là một cái loại kẹo ngậm mà giúp cho chúng ta là đẩy cái Covid ra khỏi cơ thể, không cho tấn công vô phổi. Đặc biệt nữa là kẹo ngậm này ra quý vị, khi mà chúng ta bị ho nè ha, bị đau họng nè, bị lở miệng nè, đó thì chúng ta ngậm vào từ 3 4 viên một ngày thôi thì chúng ta sẽ rất là mau hết ha. Thì cái mỗi cái hộp kẹo này Quốc Võ bán giá là 15 đô la đó. Nhưng mà trong cái mùa Giáng sinh năm nay đó, Quốc Võ có một cái đợt tri ân khách hàng bằng là chúng ta mua hai hộp collagen, chúng ta sẽ được tặng một hộp collagen nữa và chúng ta được tặng thêm một hộp kẹo ngậm nữa quý vị. Quá rẻ luôn đúng không ạ? Cho nên là chỉ có 180 đô la thôi mà được lên tức là bốn sản phẩm luôn, tức là ba hộp collagen và một hộp kẹo ngậm này. Đó. Mau mau điện thoại cho Quốc Võ nha để chúng ta có được sở hữu một cái loại sản phẩm tuyệt vời từ Nhật Bản này. Đó, số điện thoại là 714 2451
7142479474 ha, 7142479474. Rồi, mau mau nha quý vị nha. Ok, I love you cả nhà mình.